những khoảnh khắc ấn tượng tuyệt vời của tuần trước. Vậy là sau em diễn xong rồi em bỏ luôn cái váy kia hay là em lấy lại ạ? À? Không, Linh Đan Nguyễn sẽ không lượm lại. Vì khi không còn yêu anh nữa là vứt áo đi luôn. Vứt áo ra đi luôn. Em lấy lại cái váy em cho chị đi, để chị mặc, để cho Mạnh Quỳnh thấy chị mặc đẹp nghiêng thành đổ nước mà anh Quỳnh cưới chị em ạ. À. Kết thúc tập 5, 5 gương mặt thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng 3 đã lộ diện. Trong tập 6, 10 thí sinh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành 5 chiếc vé còn lại vào vòng tiếp theo. Chúc mừng, một màn diễn thật là thuyết phục, thật là ấn tượng. Rất là rõ ràng và đều không có trên vô một nốt nào hết. Mà thay đổi từ vòng ngoài tới vòng trong. Hãy đón xem tập 6 chương trình Ban Nhạc Quyền Năng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 4 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.